Hello hello, em xin chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà mặt tiền đường 10m Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4 dài 16m, nhà thì một trệt 2 lầu sân thượng trước sau. Một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Mà giá chủ nhà muốn bán giá là 7 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng để đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7, chính chủ chưa đăng ký kênh, chúng chị đăng ký kênh hộ giúp em quay trước đường cho cô chú anh chị mình xem. Đây là trước đường anh chị. Đó, đường thì 10m. Đó, rộng rãi luôn, khu dân cư hiện hữu. Nhà thì đây. Ở nhà thì 2 lầu sân thượng phía sau. Nhà mới anh chị. Đó, căn này thì cũng 7 tỷ rưỡi luôn, em quay 2 căn. Đó. Căn này cũng 7 tỷ rưỡi luôn, diện tích cũng 46 luôn. Đó, còn căn này cũng vậy luôn nha anh chị. Nhà hướng chính thì hướng đông nam, ngoài thì lớp cửa cuốn, trong lớp cửa nhôm sofa, trong đây là gara xe hơi nè. Mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu, anh chị sở hữu ngay căn nhà mặt tiền đường 10m luôn nha anh chị. Cách Phú Mỹ Hưng chỉ 10 phút thôi, vô trung tâm RMIT chừng 15 phút thôi, vô trung tâm Phú Mỹ Hưng quận 7 không tới 10 phút thôi. Đó, mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu, anh chị sở hữu ngay căn nhà mặt tiền đường 10m, kinh doanh công ty đa ngành nghề nha anh chị. Đó, nhà hướng chính hướng đông nam nè, xe hơi về mình đậu đây. Đó. Em chuyên bán nhà chính chủ, anh chị đi xem nhà cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Đây bên đây là tivi nha anh chị. Thì nhà em quay á, là có cái gì là chủ nhà tặng cái đó nha anh chị. Đó, có cái gì chủ nhà tặng như mình như hình luôn. Không gian thì chủ nhà tặng sofa, trên trần thạch cao, dưới đây thì bàn ăn, bàn ăn bốn ghế, rồi tủ lạnh rồi đầy đủ hết nha anh chị. Đó, đây tủ lạnh, đây bếp, thì bếp điện từ, tủ âm tường. Mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu, sổ ngay căn nhà, sổ hồng riêng, mặt tiền đường 10m, tại thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 10 phút thôi. Đó, bên đây là bếp điện từ, máy hút đầy đủ đó nha anh chị. Bên đây là tủ lạnh nè. Nhà thì nhà mới của chú anh chị mua về sắp đi vô là ở thôi. Không gian cuối nhà thì mình là giếng trời đây, thì có nhà vệ sinh với tầng trệt nha anh chị. Đây, vệ sinh tầng trệt. Hệ thống máy thì máy nóng năng lượng mặt trời. Đó, em quay cặn kẽ để anh chị mình đỡ mất thời gian đi xem nhà. Sao để quay trang vậy cho anh chị mình đỡ mất thời gian. Ngang 4 dài 16m. Nhà thì một trệt 2 lầu sân thượng trước sau. Một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712 nha anh chị. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu để mình xem như lầu. Kiến thì kiến cường lực, thanh thì thanh gỗ rất đẹp nha anh chị. Đây, nhà thì mặt tiền thì đường 10m, kinh doanh đa ngành nghề luôn, công ty hay là mình mở spa hay là mình làm gì cũng được hết nha anh chị. Đó. Đây, em đưa anh chị xem phòng sau trước nè. Cửa thì cửa gỗ. Nhà thì full nội thất như hình, máy lạnh, rồi bàn trang điểm, tủ kệ, tivi đầy đủ hết. Mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu thôi nha anh chị. Đó, phòng sau thì có cửa sổ rất thoáng. Đó, nhà thì cách chợ Phú Xuân nó không tới 10 phút nha anh chị, vô trung tâm Phú Mỹ Hưng cũng vậy luôn. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời, tủ âm tường, giường ngủ. Nhà vệ sinh thì hệ thống máy cũng nóng năng lượng mặt trời. Bảy tỷ 500 triệu, còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị. Nhà thiết kế rất đẹp đẽ nha anh chị, cầu thang rất là sang. Em còn rất là nhiều nhà, cô chú anh chị kết bạn Zalo 0913781712. Phương sẵn sàng cho đơn vị xem nhà nha. Ở trên thì trần thạch cao nè, máy lạnh đồ đầy đủ hết, rèm cửa, bàn trang điểm,
ngang 4, dài 16 m. Nhà thì một trệt 2 lầu, sân thượng trước sau, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu nha anh chị. Ngân hàng có hỗ trợ vay chú anh chị mình luôn. Đây, nhà có vết kính tắm không bị dân nước ra ngoài nè. Riêng cái phòng này là cái cửa từ nha anh chị. Đó, đây là cửa từ thông minh luôn, anh chị mình phá cửa hoặc mình đã bằng găng tay đều được hết nha anh chị. Đó, cửa từ phòng trước. Thì đây là ban công, ban công có lầu 1. Nhà thì khu dân cư hiện hữu, cao tầng đồng bộ, mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu. Anh chị sở hữu ngay căn nhà, sổ Hồng Nghiên tại thị trấn Nhà Bàng anh chị. Em đưa anh chị mình lên lầu 2. Em xin nhắc lại cho chú anh chị, nhà ở mặt tiền hẻm đường 10 m, khu dân cư thị trấn Nhà Bàng. Nhà có diện tích ngang 4, dài 16 m. Nhà thì một trệt 2 lầu, sân thượng trước sau, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu, còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị. Ở đây lên lầu 2. Lầu 2 thì cũng là 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh riêng biệt hết. Đây là phòng sau lầu 2 nè, cũng có máy lạnh luôn, rèm cửa đầy đủ, mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu nha anh chị. Ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Đó, nhà vệ sinh nè, vệ sinh hệ thống máy nóng lên mặt trời rất đẹp, rất sang trọng luôn. Phòng sau, tất cả phòng sau đều có cửa sổ hết anh chị. Đó, phòng sau đều có cửa sổ hết. Đưa anh chị sang phòng trước phòng nữa, là 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Nhà hướng chính hướng đông nam nha anh chị. Hai phòng đó là 4 phòng. Full hết tầng thất luôn. Đường trước nhà nè, khu dân cư hiện ngủ cao tầng đồng bộ nè. Thôi mà giá chỉ có 7 tỷ 500 triệu thôi. Anh chị sở hữu ngay căn nhà sổ Hồng Riêng tại thị trấn Nhà Bè. Nhà này full nội thất như hình luôn nha anh chị. Ngang 4, dài 16, rất rộng rãi luôn. Đường trước nhà 10 m. Đây thì có ít kính tắm không bị dân nước ra ngoài. Cửa thì cửa gỗ, mà giá chỉ có 7 tỷ rưỡi thôi. Anh chị xem kênh bán nhà 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Em mời anh chị mình lên sân thượng nha. Nhà thì sân thượng thì trước sau 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, rất đẹp luôn. Nhà có giếng trời riêng nha anh chị. Đây giếng trời đây. Đây là phòng thờ này. Ở đây sân thượng trước. Đây sân thượng trước. Khu dân cư hiện hữu rất rộng rãi luôn. Sân thượng sau. Nhà là sân thượng trước sau anh chị. Đây sân thượng sau. Có cái mình làm cái kính bảo vệ hết rồi, sắt bảo vệ hết rồi. Mà giá chỉ có. Đó, cái chỗ này là cầu thang leo lên bồn anh chị. Hệ thống máy nóng là người mặt trời. Nhà hướng chính hướng đông nam, mà giá chỉ có 6 tỷ mấy. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà mặt tiền đường 10 m, Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 16 m. Nhà thì một trệt 2 lầu, sân thượng trước sau, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Nhà hướng chính